mình mới mua bộ lam xích để dành cưa cây và cắt củi ha, gắn cho máy mài nha các bạn. Đây là cái phiên bản thứ hai nha, chúng ta lắp ráp rất là dễ dàng luôn ha, cùng mình lắp ráp thôi. Trước tiên chúng ta sẽ lắp con ốc vào trong đây ha các bạn. Nhà sản xuất thì sẽ cho chúng ta ba con ốc, xài 10 ly, 12, 14 ly ha. Thì cái máy này 10 ly, mình sẽ gắn con ốc 10 ly nha các bạn. Lắp vào. Chúng ta sẽ gắn cục thun này vào ha. Rồi tiếp đó là bộ lam xích, chúng ta sẽ đặt vào. Chúng ta sẽ canh con ốc ở trong này nè, cho nó vuông dứt thì chúng ta sẽ đặt vào nó, như vậy là ôm ha. Rồi chúng ta sẽ siết hai con ốc này lại, thế là ok ha các bạn. Cọng dây xích hiện tại đang dùng nè, mình sẽ mở con ốc này ra nha, ốc đây nè. Mình nhóm nó ra chút nha các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta để cọng dây xích lại thì nó sẽ tự động tăng đưa nha. Rồi chúng ta siết lại nha. Như thế là đã gần hoàn thành ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp thêm những phụ tùng vô nữa nha. Xin lỗi các bạn nha, vì cái máy cắt này nó quá yếu nha các bạn. Mình cứ cưa, để vô cưa một cái là nó sững, nó cưa một cái là nó sững nha các bạn. Thì mình sẽ đi lấy máy cắt dây điện, mình sẽ lắp vào mà cưa nha. Thì các bạn hãy đón xem video tiếp theo của mình nha.